Hôm nay hãy cùng mình nhìn lại top 5 laptop sử dụng RTX 3050 hoặc là RTX 3050 Ti và để xem đâu sẽ là mẫu máy phù hợp cho anh em trong thời điểm năm mới này nhá. Xin chào, mình là Phong. Danh sách sản phẩm trên tay mình hôm nay sẽ bao gồm Acer Aspire Gaming A715-43G, Asus TUF Gaming FX506HC, MSI Gaming Katana GF66-12UCK, Gigabyte G-Series G5GE51VN và Lenovo Gaming IdeaPad 3-15IA-H7. Phân khúc laptop của mình muốn hướng tới cho anh em trong video ngày hôm nay nó sẽ rơi vào tầm khoảng giá từ 17 triệu đến 24 triệu. Thế nên anh em hãy cân nhắc tài chính của mình và cũng như là nhu cầu sử dụng của mình để có thể tìm ra là mẫu máy phù hợp nhất nha. Và mình sẽ so sánh tất cả mẫu máy này dựa trên các thông số và những bài test quy chuẩn, ví dụ như là CPU, GPU, hiệu năng chơi game hay là nhiệt độ nha. Đầu tiên thì là về mức giá đi, anh em có thể tham khảo biểu đồ giá dưới đây trước khi đi đến những bài test để có cho mình những cái nhìn khách quan nhất nha. Giờ thì sẽ đến phần hiệu năng đi. Cả 5 mẫu máy của mình ở đây sẽ đều sử dụng CPU đến từ Intel, ngoại trừ một con sẽ sử dụng CPU thuộc dòng U đến từ AMD. U ở đây là tiết kiệm điện, tuy nhiên tiết kiệm điện của AMD rất khác so với Intel. Và ngoài việc nó sử dụng chip U thì nó cũng thuộc dòng 6000 series mới ra mắt của AMD nữa. Thế nên rằng hiệu năng của nó sẽ cực kỳ đáng mong chờ đó. Anh em có thể tham khảo biểu đồ dưới đây nha. Nó sẽ không thua thiệt quá là nhiều nếu so sánh với những dòng chip H hiệu năng cao của Intel đâu. Có lẽ 4 đại diện của Intel, mình thấy Gaming Pad 3 có màn thể hiện ấn tượng hơn cả khi nó đã được điểm số đa nhân là hơn 14.000 điểm, chênh lệch tương đối so với Giga G5 khi mà cả hai mẫu máy này đều sử dụng chính là Intel Core i5-12500H. Tiếp tới nữa là độ ổn định. Nhưng em có thể thấy ở trên hình, khi mình test throttling bằng Cinebench R23, điểm số sẽ thấp hơn một chút so với việc anh em test chỉ một lần. Còn con số chênh lệch hay chính là sự ổn định của máy, anh em có thể tham khảo ở biểu đồ phía bên dưới nhé. Mình cũng có sử dụng đó chính là một con máy bán nhiệt đến từ FLIR để có thể đo nhiệt độ bề mặt cho anh em. Thì trong quá trình mình đo thì mình sẽ thực hiện bài test đó chính là test throttling để giúp cho CPU có thể hoạt động max tối đa công suất trong vòng 10 phút. Và trong quá trình đó thì mình nghĩ rằng các tựa game sẽ khá là ít khi có thể vận dụng hết được 100% hiệu năng của CPU. Khi mà mình đo như này thì mình cũng có đo tại các vị trí, ví dụ như là vị trí trung tâm của bàn phím, nơi mà anh em có thể tiếp cận tay đến nhiều nhất. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ đo phần nhiệt độ cao nhất ở trên thân máy của mỗi dòng máy, ví dụ như là ở các vị trí cố hữu nóng như là phía bên trên bàn phím hay là cạnh các khe gió thoát nhiệt. Anh có thể tham khảo biểu đồ ngay phía bên dưới nhé. Sang đến phần so sánh hiệu năng về GPU đi, thì mình có sử dụng bài test quy chuẩn đó chính là Bademark Townspy để có thể đo đạc được những chỉ số về cả CPU khi mà nó kết hợp với GPU sẽ ra làm sao. Và anh em có thể tham khảo bảng ngay phía bên dưới này nhá. Như chúng ta có thể thấy, sự chênh lệch giữa 3050 và 3050 Ti là không đáng kể. Điểm số tổng chênh lệch nhiều là do Townspy còn test cả hiệu năng của CPU. Vì đơn giản, muốn chơi game tốt thì anh em phải có sự kết hợp hài hòa giữa cả CPU và GPU. Tiếp đến là phần hiệu năng khi chơi game thực tế. Ở đây mình sẽ sử dụng đó chính là tựa game Shadow of Storm Rider với mức thiết lập đồ họa là Medium. Nhưng em có thể thấy ở đây, hiệu năng của Lenovo với RTX 3050 Ti sẽ cho ra mức FPS cao nhất. Cũng phải thôi, nó là sản phẩm có giá cao nhất trong danh sách này mà. Còn đối với các mẫu máy còn lại, anh em có thể dừng video lại một chút để có thể tham khảo nhá. Tiếp đến nữa đó chính là so sánh về tốc độ đọc ghi của ổ cứng. Như em đã biết, tốc độ đọc ghi của ổ cứng nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến việc anh em trải nghiệm game. Mình lấy ví dụ một cái đơn giản, nếu mà anh em mở một tựa game có mức đồ họa hay là mức dung lượng nặng hơn 50GB đi, mà anh em có một con ổ cứng chỉ có độ đọc ghi rơi khoảng 1000 MB trên giây thôi, thì anh em sẽ phải mất đến gần 1 phút để có thể mở được tựa game đó lên. Mà chưa kể trong thời gian chơi game, anh em cũng phải load map nữa. Và điều đấy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc FPS trong game nó có ổn định hay không. Anh em có thể tham khảo ngay biểu đồ và cũng như là các thông số của SSD trên cả 5 mẫu máy này ngay bây giờ nhá. Tiếp đến nữa là màn hình. Màn hình trên cả 5 mẫu máy này thì nó khá là giống nhau khi nó đều có kích thước là 15.6 inch độ phân giải Full HD, tấm nền IPS LCD kèm theo đó tần số quét 144Hz. Độ phủ màu cũng thế, nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng trên 60% đến dưới 70%. Đây là mức phủ màu mình cảm thấy nó khá là an toàn khi mà nó sẽ phù hợp với những người chơi game nhiều.
và cũng như là anh em chỉnh sửa đồ họa một cách nhẹ nhàng, không chuyên nghiệp. Nhưng mà nếu anh em muốn dựng hình hay là edit video mà cần một sự chính xác màu sắc khi in ấn hay là khi mà chúng ta xem trên những nền tảng khác thì chúng ta sẽ cần phải sắm thêm màn hình ngoài nhá. Giờ thì sẽ sang đến phần bàn phím đi. Bàn phím là một thứ có thể ảnh hưởng đến việc chơi game của anh em khá là nhiều. Và cả năm mẫu máy này sẽ đều sử dụng đó chính là layout full size với hàng phím số ở ngay bên tay phải, giúp anh em có thể nhập liệu dễ dàng hơn. Còn về trải nghiệm khi dùng thực tế thì mình sẽ thích trải nghiệm trên mẫu Lenovo Gaming Pad 3 nhất, khi mà nó có kích thước phím khá là lớn và hành trình phím mình cảm thấy nó tương đối là sâu. Nó sẽ gần giống với những mẫu ThinkPad nhưng mà nó sẽ gaming hơn một chút, có nghĩa là nó sẽ không có phủ nhôm hay là phủ nhung lên bên trên, giúp anh em chơi game mà mồ hôi tay ra nó cũng không hiểu mấy. Còn nếu nói về đèn đi thì mình thích đèn trên mẫu Top Gaming nhất, bởi vì nó có hỗ trợ Aura Sync và kết hợp đèn LED RGB. Anh em nếu mà sử dụng gear của Asus nhiều thì sẽ khá là thích mẫu laptop này. Cuối cùng thì là về các cổng I/O đi, thì mình sẽ thích cách bố trí các cổng trên mẫu Lenovo Gaming Pad 3 nhất. Bởi vì sao? Khi mà nó thiết kế khá là khoa học với việc là sẽ đưa hết các cổng kết nối chính ra phía đằng sau, giúp anh em đi dây dễ dàng hơn. Còn về bên phía phải đi, nơi mà anh em di chuột á, thì anh em sẽ chỉ có duy nhất đó chính là một cổng USB Type-A thôi. Anh em có thể cắm hub wireless của chuột vào. Còn bên tay trái này cũng thế, anh em cũng sẽ sở hữu đó chính là một khe USB 3.0, kèm theo đó là một cổng jack tai nghe 3.5. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc anh em trải nghiệm chơi game khi anh em cầm chuột bên tay phải cả. Còn đối với một số mẫu máy khác đi mà mình có nhìn thấy ở đây, đó chính là một đại diện đến từ MSI đi. Mình khá là khó chịu khi mà họ đưa cổng kết nối chính sang bên phía tay phải, ví dụ như cả HDMI này, và kể cả đi chăng nữa đó chính là cổng Type-C hay là cổng USB. Khi mà anh em dùng chuột á, bên tay phải mà vướng dây dặn lằng nhằng, trải nghiệm sẽ cực kỳ là khó chịu. Trên đây là bài đánh giá của mình về top 5 laptop sử dụng RTX 3050, 3050 Ti đáng mua nhất. Nếu anh em cảm thấy có mẫu laptop nào mà đáng sở hữu hơn thì hãy comment ngay xuống phía bên dưới nhá. Mình sẽ đọc hết comment. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.